Thưa quý vị, hơn một tuần qua khi Đà Nẵng áp dụng ai ở đâu ở đó để tập trung xét nghiệm diện rộng, thì số trường hợp F0 được phát hiện và tách ra khỏi cộng đồng tăng nhanh với hơn 100 ca mỗi ngày. Lúc này thì các cơ sở y tế đang ngày đêm nỗ lực điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân COVID-19. Đã hơn 40 ngày, bác sĩ Phạm Minh An cùng nhiều y bác sĩ của khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Đà Nẵng luôn làm việc trong trạng thái tập trung cao độ, theo dõi, chăm sóc, điều trị tích cực cho hàng trăm bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Bác sĩ An cùng đồng nghiệp phải trải qua không ít áp lực. Phải theo dõi sát bệnh nhân đến 24 tiếng, không theo dõi, không nghỉ ngơi được phút giây nào. Thậm chí cái một ngày mà có bệnh nhân trở nặng đó, mình phải vào và tắm tới, vào thay đồ và theo dõi chăm sóc bệnh nhân 3-4 tiếng đồng hồ liên tục. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là tuyến cuối thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Hiện còn hết 85 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang được điều trị và chăm sóc toàn diện tại đây. Công việc áp lực, bệnh nhân nặng nhiều, mỗi ca làm việc của nhân viên y tế hết kéo dài 5 tiếng đồng hồ với nguy cơ lây nhiễm cao. Và bước vào điều trị thì với cái tâm thế là luôn luôn cố gắng và làm sao giữ cho mình được không phải bị lây nhiễm, và công tác với bệnh nhân là những bệnh nhân với nhau là không có thể bị lây chéo và đảm bảo vô khuẩn trong công các thủ thuật. Ngay cả bệnh nhân trẻ nó vẫn lo lắng, bởi vậy là mình luôn luôn là đồng viên và an ủi họ là cố gắng, thứ nhất là ăn uống bao nhiêu, tập hít thở để cho nó máu khôi phục nữa, và cộng thêm phần điều trị của mấy bác nữa. Từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 3.000 ca mắc COVID-19. Trong đó, số ca được phát hiện từ hai đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn thành phố là 969 trường hợp tại 54 phường xã. Hiện đã có hơn 1.700 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 3 cơ sở là Bệnh viện Hòa Vang, Bệnh viện Dã Chiến tại khu ký túc xá phía Tây và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến là chưa rồi, đây là 24 tiếng rồi, rất là nóng nhưng mà phải cố gắng hơn. Mệt quá thì chúng ta ra nghỉ một tuần, sau đó chúng ta đã vào lại và không có ngày về. Chúng tôi quyết tâm là như thế. Trong những ngày cao điểm chống dịch này, cả hệ thống chính trị tại Đà Nẵng đã vào cuộc, trong đó có những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu. Tinh thần quyết tâm và những nỗ lực không mệt mỏi của các chiến sĩ áo trắng đang tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh và niềm tin cho cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.